Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ bắt đầu kéo cái khóa, cái góc asin bên ngoài và mắt cá chân trong. Tay chúng ta sẽ đẩy gì? À đúng rồi, đẩy cái tĩnh mạch để đi về phía cơ thể. Lúc này áp lực máu tăng sẽ làm đả thông bế tắc thì sao? Thì sẽ đưa được máu trở về tim. Máu không ứ ở chân thì chúng ta sẽ giảm được cái chứng lạnh chân. Ok chưa? Và sẽ phòng chống được chứng suy giãn tĩnh mạch chân. Đó chính là cái bí quyết của bài kỳ định. Tức là muốn làm được máu mới tăng thì là nó chặn hết những cái đường máu lớn và chúng ta lại tác động những cái đường máu nhỏ thì áp lực máu phải tăng lên thì sao? Lưu lượng máu tăng, áp lực máu tăng thì mới đả thông được những cái bế tắc. Mọi người luôn nhớ là phương pháp và kỳ định, cái hay và cái hiệu quả là chính là ở những cái bộ khóa. Ok chưa? Và lúc đấy chúng ta đã học ngũ hội tâm kinh rồi thì hai cái điểm độc đáo nhất chính là các cái bộ khóa và để tác động đến những cái tính mạch. Và thứ hai nữa là với một năm nay là bí quyết là chúng ta đã học hết rồi đấy. Ngày hôm nay chúng ta học hết những bí quyết sâu xa nhất của bản lĩnh rồi đấy. Rồi khi chúng ta đã đẩy máu lên như vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ khóa chặt hoặc là không khóa chặt được, chúng ta sẽ đẩy tĩnh mạch ở khe 4-5 rồi đẩy tĩnh mạch khe 1-2 rồi đẩy đồng thời cả hai bên khe. Và nếu như chúng ta muốn hiệu quả thì chúng ta nhớ là tay luôn giữ cái bộ khóa đó. Còn cái chứng bọt bẻ á, mọi người nhớ nha, nhắc đi nhắc lại là sao? Muốn để chữa cái lạnh chân triệt để thì chúng ta phải làm mấy động tác? Bơm máu mỗi ngày, ok. Dậm gót, trường gan, không bao giờ quên. Và trường gì? Trường nóng hay lòng bàn chân. Phải thực hiện như vậy. Và luôn luôn là phải nhớ dùng tôi là vận động là cái yếu tố quan trọng. Trong cuộc sống chúng ta sinh ra để vận động nên là mọi người phải chịu khó vận động. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.